Xuân Nông xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người ở kênh Xuân Nông TV. Quả sương Mỹ ngày nay được sử dụng như một loại trái cây. Người ta thường sử dụng sương Mỹ để ăn sống này, rồi chế biến thành các món mứt, sấy khô hoặc là các món ăn. Ngày hôm nay, Xuân Nông sẽ bật mí cùng các bạn những lợi ích từ quả sương Mỹ mà ít ai biết đến. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem trong quả sương Mỹ chứa những chất dinh dưỡng nào nhé các bạn. Trong một quả sương Mỹ chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như sau. Thứ nhất là chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, đường, các vitamin thuộc nhóm B. Ví dụ như là B10, B2, B3, B5, B6, rất có lợi cho sức khỏe. Tổng lượng vitamin chiếm khoảng 37% trọng lượng của một quả khô. Một số lượng lớn các chất khoáng và vi lượng chiếm hơn 70%, cao nhất là calcium, magnesium. Còn lại có các chất như là phosphor, sodium, sắt, kẽm, đồng, vân vân. Ngoài ra, sương ngọt còn cung cấp nhiều chất ở dạng hợp chất như flavonoid, polyphenol, chất nhầy và pectin có lợi. Quả sương Mỹ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng phải không các bạn? Vậy nó mang lại lợi ích gì cho sức khỏe của chúng ta? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Một, ngừa táo bón. Quả sương Mỹ chứa nhiều chất xơ và prebiotic, có tác dụng kích thích các nhu động ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho một số vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển. Do đó, quả sương Mỹ giúp các chức năng của ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón. Loại quả này rất phù hợp cho những người lớn tuổi. 2. Giảm trọng lượng cơ thể. Trong trái sung chứa một lượng chất xơ khá lớn, rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Đồng thời, các chất xơ này còn giúp giảm trọng lượng và nó là loại quả thường được khuyến khích sử dụng cho những người béo phì. Chị em phụ nữ chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta nên ăn nhiều quả sung nhé. 3. Giảm cholesterol. Những quả sung có chứa pectin, một chất xơ hòa tan. Khi chất xơ này đi qua hệ tiêu hóa, nó giúp hạ cholesterol trong máu. 4. Ngừa bệnh tim mạch. Quả sung ngọt của chúng ta chứa rất nhiều axit béo. Trong đó các axit béo này thuộc loại omega 3 và omega 6, giúp hạ thấp nguy cơ gây bệnh tim mạch. Đây là một trong những công dụng tốt mà sương ngọt được đánh giá là một thức ăn rất tốt, đặc biệt dành cho nam giới. 5. Ngăn ngừa một số bệnh ung thư và tiểu đường. Các chất như flavonoid giúp ngăn bệnh ung thư, cũng như ngăn ngừa sự tổn thương của tế bào. Quả sung còn hạn chế mắc bệnh tiểu đường, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết. Trong quả sung có hàm lượng chất xơ rất cao, thúc đẩy quá trình kiểm soát bệnh tiểu đường. Xào kali giúp điều chỉnh lượng đường hấp thụ vào cơ thể sau mỗi bữa ăn. 6. Ngừa huyết áp cao. Sung giàu kali và ít natri, bởi vậy chúng là món ăn hoàn hảo để chống lại sự xuất hiện cũng như tác động của tăng huyết áp. 7. Phát triển và bảo vệ khung xương khớp. Trong quả sung chứa rất nhiều kali, mangan và canxi. Những khoáng chất này ảnh hưởng tốt đến mật độ xương. Kali có tác dụng chống lại sự bài tiết canxi thông qua nước tiểu. Những canxi này sẽ giúp củng cố hệ xương, phát triển vùng bụng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu như bạn bị dị ứng với các sản phẩm từ sữa, bạn có thể bổ sung canxi từ quả sung. Có một bài thuốc trị bệnh viêm khớp rất là hay. Các bạn có thể sử dụng sung tươi vừa đủ, đem hầm với thịt lợn nạc để ăn. Có thể lấy quả sung tươi, thái nhỏ và đem rán cùng với trứng. 8. Ngừa thoái hóa da. Ở những người lớn tuổi, đặc biệt là chị em phụ nữ, da thường bị nhăn và sạm. Loại quả sung này giúp cho làn da không bị thoái hóa và giữ mãi được nét thanh xuân. Khi chị em phụ nữ nên sử dụng nhiều loại quả này. 9. Chữa các bệnh về hô hấp và đau họng. Sự nhẹ nhàng và ngọt dịu của quả sung có thể làm giảm đau và căng thẳng trên các dây âm thanh trong cổ họng, làm chúng ta giảm đau họng. Các chất tự nhiên có trong lá sung khiến nó trở thành thành phần lý tưởng trong trà. Và ngày nay, trà lá sung được sử dụng ngày càng phổ biến và được chỉ định dùng cho các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản. Nó được sử dụng như một cách ngăn ngừa và giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn. 10. Ổn định đường huyết. Quả và lá của cây sung còn có tác dụng đó là ổn định đường huyết. Chúng ta có thể sử dụng quả và lá sắc uống, có thể sấy khô, tán thành bột, mỗi ngày sử dụng từ 1 đến 2 gram, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giúp ổn định đường huyết. Tuy nhiên, đối với những người có bệnh đường huyết thấp thì không nên sử dụng. 11. Tăng khả năng sinh sản. Từ thời gian xưa thì người ta đã xem quả sung như một loại thần dược, giúp kích thích sinh sản mạnh mẽ, bổ sung tình dục. Số lượng lớn các vitamin và khoáng chất có trong quả sung giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và tăng sức chịu đựng. 12. Tốt cho phụ nữ trong thai kỳ và mới sinh. Quả sung Mỹ giúp bổ sung canxi và kali trong quá trình mang thai của người phụ nữ, giúp giảm phù nề trước và sau sinh. Sung Mỹ còn có tác dụng tăng sữa cho phụ nữ. Những sản phụ mới sinh thiếu sữa, chúng ta có thể sử dụng sung tươi cùng với móng lợn, cả hai thứ đem hầm thật nhừ, thêm gia vị và chia ra ăn vài lần trong ngày.
này. Món này có công dụng là bổ khí huyết, dùng rất tốt cho sản phụ sau sinh và những sản phụ sữa không có hoặc là có sữa rất ít. Quả xương Mỹ có rất nhiều lợi ích phải không các bạn? Xương Nông hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho mọi người trong cuộc sống. Mọi người hãy like và share cho người khác cùng xem nhé. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón xem những clip hay hơn nhé. Xương Nông cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.